Xin kính chào quý khán giả, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 19 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 12 có một số nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 250 năm ngày sinh danh nhân văn hóa thế giới, Đại thi hào Nguyễn Du, một nhà thơ thiên tài của dân tộc Việt Nam gắn liền với tác phẩm Truyện Kiều, đỉnh cao của nền văn học cổ điển Việt Nam, trở thành một phần của tinh hoa văn hóa nhân loại. Lễ biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện và bắt giữ hàng loạt vụ buôn bán, vận chuyển thực phẩm bẩn, gây nhức nhối xã hội. Thái độ người buôn bán còn thờ ơ. Mua tầm 20-25 nghìn cân hơi. Mấy cả loại trứng chết thì cũng chỉ tầm đấy. Con cưng, con kiệu ta mua, con giang ta mua. Trong phần tin thế giới, cảnh sát Malaysia và Thái Lan đang được đặt trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công khủng bố do các phần tử liên hệ với IS tiến hành. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại quảng trường trung tâm thành phố Hà Tĩnh, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ kỷ niệm.